Cổ nhân dạy, người sống khôn đừng kết bạn với 8 loại người này dù chỉ một lần, nghe cực thấm. Quý vị thân mến, trong cuộc đời mỗi người, việc chúng ta giao lưu kết bạn là việc bình thường. Có những mối quan hệ bạn bè còn thân thiết và giúp đỡ chúng ta hơn cả những người thân ruột thịt. Vì vậy, để duy trì những mối quan hệ bạn bè này, cần có sự chân thành và tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự lương thiện và niềm tin của chúng ta cũng được những người bạn tốt hồi đáp. Đôi khi chính lòng tốt của mình lại bị những người xấu lợi dụng với danh nghĩa bạn bè. Chính vì vậy, trong Đạo Đức Kinh, người xưa dạy chúng ta rằng nếu muốn sống tốt và làm nên chuyện lớn thì nhất định phải tránh xa 8 loại người này, mãi mãi không được kết giao. 1. Không kết giao với những người suốt ngày chỉ biết than thân trách phận. Dù là ở đâu, người ít nói, làm nhiều, luôn được mọi người yêu mến, bất kể là công việc hay cuộc sống hàng ngày. Người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tiêu cực, không thể làm nên chuyện gì, bởi lẽ họ đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vào việc than vãn và oán trách, gặp khó khăn, thở dài và ngồi đó than oán. Vì sao lại thế này? Vì sao lại thế kia? Phức tạp hóa vấn đề chứ không biết tìm cách giải quyết. Kiểu người này sẽ bị thụt lùi so với thời đại, để rồi tự mình hủy hoại mình trong mớ hỗn độn do chính mình tạo ra. Hơn nữa, họ còn lan tỏa thứ năng lượng không tốt sang cho người xung quanh, gây ảnh hưởng đến năng lượng xấu tới tập thể. Dù cho có là bạn bè thân thiết đến mấy thì cũng sẽ rời xa, vì chẳng mấy ai chịu được kẻ dùng những câu than thân trách phận để làm câu cửa miệng. 2. Không kết giao với người thô lỗ, vô lễ, không có phép tắc. Con người sống trên đời đều có giới hạn riêng, cả xã hội ngoài kia cũng có chuẩn mực đặt ra để mỗi cá nhân tuân theo. Đương nhiên, người đi ngược lại với chuẩn mực này chắc chắn sẽ bị ghét bỏ. Ai lại không thích kết giao với người khiêm tốn, có lễ nghĩa và lịch sự. Chẳng ai muốn làm bạn với người thô lỗ, cục cằn, không hiểu phép tắc là gì. Thật ra, người thô lỗ không phải quá xấu, vì có lẽ họ chỉ thể hiện phần cứng rắn của mình ra bên ngoài quá nhiều mà không biết ý tứ. Nhưng nội tâm của họ vẫn ngay thẳng, lương thiện. Đã thô lỗ mà còn không biết lễ nghĩa, phép tắc, tự tung tự tác, nói chuyện và hành xử vô văn hóa thì nó lại là trường hợp hoàn toàn khác. Người có bản tính này nếu không sửa đổi thì lâu dần sẽ gây ra hậu quả ghê gớm, cuối cùng cũng chỉ hại mình hại ta. 3. Không kết giao với người dễ hứa nhưng khó làm. Một người nếu buông lời hứa hẹn hay cam đoan quá dễ dàng thì thường ít khi hành động để biến điều đó thành hiện thực. Lời dễ nói nhưng chuyện thì khó làm. Lời hứa hẹn thốt ra chỉ là một sự ràng buộc về tinh thần, không hề có hiệu lực pháp lý hay ký kết hợp đồng, nên việc nuốt lời cũng dễ dàng hơn. Người chỉ thích hứa suông chắc chắn không thể làm nên chuyện gì có giá trị trong cuộc sống. Bạn phải cố gắng tránh xa loại người này. Lúc bạn gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ thì họ cũng là nhóm người chạy nhanh nhất, trốn tránh để không phải hoang phí sức lực. Vì bạn thất hứa một lần cũng có thể bỏ qua, bởi có thể vì một vài nguyên nhân bất khả kháng nào đó. Nhưng thất hứa nhiều lần thì thể hiện người này nhân cách có vấn đề. Đương nhiên họ sẽ không được tin tưởng. Ai lại trao niềm tin cho một người chỉ biết nói mà không biết làm. 4. Không kết giao với người thùng rỗng kêu to, sống không thật thà. Là người trưởng thành, có khí chất thật sự thì phải biết đôn hậu, không nên hàm hồ phù phiếm. Cũng giống như mẹ tuyển chồng cho con gái thời xưa, thà chọn người trầm ổn thật thà chứ không chọn người có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong không có gì, hành động không chuẩn mực, không đáng mặt nam nhi. Kiểu người này võ mồm rất giỏi nhưng câu từ nói ra thì không có giá trị và trọng lượng. Đương nhiên sẽ bị đánh giá là khoe khoang, không biết chừng mực. Giao du với họ, chúng ta chỉ rước về điều xấu chứ không hề có lợi lộc gì. Người lúc nào cũng có cái miệng đi trước thì phản ứng đầu tiên khi gặp vấn đề chính là trốn tránh, không có trách nhiệm và dũng khí để đương đầu. 5. Không kết giao với kẻ giả nhân giả nghĩa. Những kẻ hai mặt thường nói đạo lý nhưng hành động thì luôn làm ngược lại, là những kẻ đạo đức giả. Khi gặp những kẻ như vậy thì tuyệt đối không nên kết giao. vì đây là những kẻ miệng nam mô bụng bổ dao găm. Thật khó để biết được khi nào họ lén đâm sau lưng bạn. Kết giao với những người như vậy chỉ khiến chúng ta mệt mỏi với những thị phi không đáng có. Vì vậy nếu muốn sống một đời bình an thì cần tránh xa loại người giả nhân giả nghĩa như vậy. Kết giao đúng người như có thêm được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ đường đời thuận lợi hanh thông. Nhưng ngược lại, làm bạn với sai người chỉ khiến bản thân chuốc lấy tai họa và những thị phi không đáng có trong đời. Chính vì vậy, để có một cuộc đời bình an, hãy biết cách chọn bạn mà chơi. 6. Không kết giao với kẻ tiểu nhân. Khổng Tử có câu, quân tử dụ ưa nghĩa, tiểu nhân dụ ưa lợi. Tạm dịch, quân tử vì nghĩa, tiểu nhân vì lợi. Còn kẻ tiểu nhân chỉ coi trọng tư lợi, làm gì cũng đặt tư lợi lên làm đầu, sẵn sàng vứt bỏ mọi đạo nghĩa, miễn sao bản thân hắn có lợi là được. Người không từ mọi thủ đoạn để đem lại lợi ích cho bản thân là loại người đầu tiên chúng ta nên kết thân và làm bạn. Vì trên thực tế, nếu những người này chịu kết thân với bạn thì nguyên nhân chính là bạn có giá trị lợi dụng với họ. Những mối quan hệ như vậy thường không lâu bền và rất độc hại, vì những người này sẽ bòn rút và lợi dụng bạn. Đến khi bạn hết giá trị sẽ dứt khoát vứt bỏ bạn. Do đó cần tránh xa và không nên kết thân với những người như vậy. 7. Không kết giao với kẻ bất hiếu. Người xưa vẫn thường dạy rằng trăm nét thiện chữ hiếu đứng đầu. Việc hiếu thuận với đấng sinh thành chính là cái gốc của sự thiện lương. Bởi vậy những người sẵn sàng vứt bỏ chữ hiếu, không tôn trọng, thậm chí còn có hành động xấu với người đã sinh thành, chăm sóc và nuôi lớn mình là những kẻ không đáng để kết giao. Vì đến chính những người có công lao và ảnh hưởng lớn nhất đến họ còn bị đối xử như vậy thì người ngoài cũng đừng mong chờ nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ khi cần. Do đó, tốt nhất không nên kết giao với những kẻ bất hiếu, tránh hậu quả tự chuốc lấy ưu phiền sau này. 8. Không kết giao với kẻ coi lòng tốt của người khác là đương nhiên. Đây là những kiểu người khi bạn giúp đỡ một lần sẽ cho rằng bạn phải có nghĩa vụ tiếp tục đối xử tốt với họ. Nếu lỡ từ chối, không giúp đỡ hoặc làm trái ý họ thì họ sẽ cho rằng bạn đang làm sai mà giận dỗi ngược lại. Thậm chí còn trở mặt và đặt điều nói xấu sau lưng bạn với những kẻ vô ơn. Thậm chí coi lòng tốt của người khác là điều đương nhiên, là những kẻ tuyệt đối không nên kết giao. Quý vị thân mến, con người sống trong một xã hội phức tạp, họ thường nhận thức được những sai lầm của người khác và từ đó suy nghĩ về những sai lầm của chính mình. Nếu họ nhận ra một chỗ không phải của người khác, họ có thể bao dung và tha thứ cho họ. Chỉ khi tâm trí được yên tĩnh, nhẹ nhàng, như vậy con người mới có thể đạt được sự hài hòa, cân bằng trong cuộc sống. Nhân sinh là vì tâm, rộng lượng là phúc, tâm an tĩnh là tin vui. Thứ nhất, thẳng thắn sẽ không trở thành vô địch thiên hạ mà chỉ khiến chính mình bị thương tổn khắp nơi. Không phải tất cả mọi người đều thật lòng, không phải tất cả đều vô tư vô nghĩ. Vậy nên đôi khi xứng miệng nói một lúc nhưng lại dễ dàng gây họa. Thấy không cần thì không nói, bởi nhiều khi nói xong lại lỡ lời. Không nên nói thì đừng nói ra lại mất lòng. Nghĩ kỹ rồi hãy nói, thận trọng trong cả hành động. Như vậy mới giảm được phiền phức, tránh phải hối hận. Nhân sinh vẫn luôn lên lên xuống xuống, dùng tâm bình thản đối đãi được mất, tâm hoan hỉ nhìn hạnh phúc người khác, dùng tâm vui vẻ sống tốt mỗi ngày. Năm tháng ví như một con sông nhẹ nhàng, thanh thản, đằng đẵng trôi dài. Thời gian là một thang thuốc bổ, phủ lên vết thương, quên đi những nỗi đau. Nhân sinh đâu phải so đo quá nhiều, có một chút khó khăn thì vượt qua, có một chút ân oán thị phi thì tha thứ. Như thế cuộc đời sẽ thản đãng bao nhiêu. Thứ hai, tâm càng xem nhẹ, tổn thương càng ít. Tâm rộng bao nhiêu, hạnh phúc có được bấy nhiêu. Nhân sinh không thể lúc nào cũng gặp chuyện hài lòng, khắp nơi đều hoàn mỹ tốt đẹp. Có khi bị hiểu lầm, càng giải thích càng phí công. Chỉ bằng mỉm cười bỏ qua để cho thời gian trả lời. Gặp người không hài lòng, nhiều lời thành thừa thãi, bỏ qua mới là một loại trí tuệ. Người muốn lòng yên tĩnh, tốt nhất không nên nói nhiều tất hớ, làm nhảm, chi bằng xét lại tâm, oán trách người khác, chi bằng nghe đó rồi quên. Phiền muộn vì người khác thường là do mình quá để ý, có thể bị tổn thương thường là do chính mình nghĩ không ra. Người mà ôn hòa không ai hận cả, Người mà rộng lượng không ai có thể phiền. Không làm được mặt trời, vì vậy hãy làm ngôi sao sáng nhất. Không làm được đại lộ, vậy làm con đường mòn đẹp nhất. Không làm được minh tinh, vậy làm bách tính bình thường. Hết thảy đều là thoáng qua, hạnh phúc mới là đích đến của kiếp người. Thứ ba, tâm an thì đâu cũng an, nơi đâu cũng tự tại. Tâm rộng thì trời đất cũng rộng, không có đối địch. Ai đời, người không thể lúc nào cũng hoàn mỹ, vậy nên phải học được cách bao dung khuyết điểm của người khác. Đạt được là phúc, mất đi cũng không nên cưỡng cầu. Thế gian vạn sự đều là vì chữ duyên, hữu duyên, vô duyên, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, là được, là mất, hết thảy đều tùy cảnh mà an. Nếu có thể yên vui trong nội tâm thì đâu cần quan tâm hình thức. Nếu có thể thực sự xem nhẹ, đâu cần so đo hư danh phủ phiếm. Thân tĩnh, tâm mới có thể tĩnh, tâm tĩnh mọi thứ mới có thể sáng tỏ. Khi gặp oan ức, im lặng là một loại độ lượng. Khi gặp bất bình, im lặng là một loại nhẫn nhịn. Im lặng là một loại tu dưỡng, im lặng là một loại bình tĩnh, im lặng là một loại chí khí siêu phàm, im lặng là một loại phong độ, cũng là một loại tâm hồn ấm áp.